Ôi, xin chào các bạn. Hôm nay mọi người khỏe không? Bây giờ ở bên Úc là gần 10 giờ tối rồi. Hôm nay nói chung là tâm trạng rất là vui. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái bạn nào mà có ý định đi qua Úc thì cái cách để cho các bạn mà có thể kiếm được thu nhập cao tại nước Úc này ha. Và hôm nay mình cũng có một bạn học viên, một bạn cũng đang ở bên Úc với mình, cũng có làm việc chung với mình và có làm việc với đội nhóm của mình. Và thêm nữa là có một số anh chị em là sắp đi qua Úc, muốn cái livestream này gửi đến các bạn và trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn. Nhiều bạn cứ nghĩ là bên Úc này, người ta qua Úc này lâu năm lắm rồi, người ta đã có thường trú, có quốc tịch rồi, mà tại sao người ta không kiếm ra được số tiền 80 ngàn, 90 ngàn, 100 ngàn, mà trong khi đó những cái người qua sau như là bản thân mình thì mình đã kiếm được số tiền này từ rất là lâu rồi, từ 10 năm trước rồi. Thì trên màn hình các bạn nhìn đây nè, là cái mức lương trung bình của người Úc ở năm 2020 ha. Là đó các bạn thấy không? Ở tiểu bang Tas nè là 79.000, ở South Australia ở Nam Úc đó, là 82.000, ở Queensland là 88.000, ở Victoria nơi mình đang sống là 91.000, ở New South Wales là 93.000, ở Northern Territory là 92.000. Khu vực Tây Úc là Western Australia, thủ phủ là Perth là 98, gần cả 100.000. Cái nơi này rất là đặc biệt, tại này là ở cái vùng mà Perth này á, là người ta có mỏ rất là nhiều. Cái người tỷ phú giàu nhất nước nước Úc này cũng ở cái khu này, người ta rất là giàu có ở đây. Vùng lãnh thổ thủ đô là Canberra, Capital Territory là cũng 100.000 luôn đó các bạn. Và nhân viên được trả lương cao nhất thì cái đó bạn cũng ghi cũng thấy là 140 mấy ngàn. Có nghĩa là khi mà bạn mà thấy mà bản thân mình mà làm một cái nghề mà nó không ra được cái thu nhập như mà các bạn mong muốn á, ví dụ bạn đang làm mức lương 50 hay 60 ngàn mà bạn mong muốn là có 70, 80, 90, 100 á, hay là hơn nữa, thì cái câu hỏi nên đặt ra và cuốn sách mình muốn các bạn đọc á, là cái cuốn sách của ông T.H. Eker đó. Các bạn cứ vô đánh tên của ông, nó sẽ ra cái cuốn sách đó. Tại vì các bạn còn chưa biết những cái điều mà người khác biết rồi. À, có nghĩa là ví dụ như ngày xưa mình á, mình qua Úc đi, mình với mức lương của mình mới bắt đầu là có 8 đô, cũng đi phục vụ trong nhà hàng, bồi bàn, rồi không có việc làm thì cho làm kitchen hand, rồi mình làm ở trên food tray á các bạn. Còn không có việc làm nữa thì cho ra ngoài trước, lau cửa sổ, cửa kính, rồi còn thấy mà rảnh nữa cho xuống chùi toilet. Đó, mình thấy chuyện đó rất là bình thường, rồi sau đó thời gian thì đi làm farm. Làm farm một thời gian cái xong trong đầu mình suy nghĩ là những cái công việc mình đang làm đó là công việc tạm thời thôi, mình phải học tiếng Anh cho nó đàng hoàng, là nghĩa là mình phải nói tiếng Anh rồi cho vững, rồi mình phải nói chuyện với người Úc cho nó lưu loát. Mình đang học ở Bách Khoa Sài Gòn ha, mình qua đây mình học lại cao đẳng, rồi học đại học, rồi học lên tới thạc sĩ. Những cái việc mà mình học đó, nó không có liên quan tới cái việc mà mình kiếm tiền. Cái việc mình kiếm tiền lát nữa đây mình sẽ chia sẻ với tất cả anh chị em là khi các bạn chưa Úc thì cái quá trình bạn chuẩn bị như thế nào. Giống như mình, bản thân mình ngày xưa mình không có ai chỉ mình đó, nhưng mà ngày đầu tiên mình qua Úc, ngày thứ hai mình đã đi kiếm tiền rồi. Thật sự gia đình mình không có khá giả, mình qua Úc với hai bàn tay trắng. Ba mẹ mình đã xác định với mình qua đây là ba mẹ cho con tiền học tiếng Anh, học một học kỳ, con tự lo, con làm, con lo không được thì con tự tự đi về thôi chứ không ai lo hết. Thì cái quá trình đó và cái mindset ba mẹ để lại cho mình đó, thì mình đã biết là qua bên này mình phải tự lo, tự thân vận động chứ không ai giúp hết đó. Và lúc đó mình cũng không hề có ai quen biết bên này hết, và mình chỉ quen có một người bạn, người quen cũng xa, bạn nói chỉ giới thiệu cho mình vô làm cái bồi bàn đó đó. Đến ngày hôm nay cuộc sống của mình cũng đã thoải mái rất là nhiều rồi, bất động sản rồi đầu tư rất là nhiều, kinh doanh mình có công ty ở Úc, công ty riêng, rồi có công ty hợp tác với mấy bạn của mình đó, làm rất là nhiều lĩnh vực. Còn ở Việt Nam đó, mình có hợp tác làm ở Việt Nam, Sài Gòn cũng có, ở Nha Trang, một số tỉnh khác nữa. Đối với mình á, cái số tiền 80k thì nó cũng không lớn mà cũng không nhỏ, nhưng mà đối với các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu qua Úc á, thì bạn thấy cái số tiền này nó lớn, nhưng mà mình hy vọng một thời gian sau, khoảng 1 hoặc 2 năm sau thôi, thì những bạn đang nói chuyện với mình đây đó, những bạn đang làm việc chung với mình và những cái người mà đi qua sau của mình á, sẽ thấy cái số tiền này các bạn kiếm ra nó rất là dễ chứ không phải là khó. Tại do cái đầu của bạn nghĩ là nó khó thì nó sẽ khó thôi, còn nếu mà các bạn nghĩ là khả năng bạn làm được thì bạn sẽ làm được. Rồi, hôm nay mình có mời đến đây bạn Thiên và có bạn Thuận nữa. Thì hy vọng là mấy bạn này sau này sẽ ở bên Úc hết. Còn bạn Thiên thì đang ở bên Úc với mình có training, mình hướng dẫn bạn Thiên. Xin chào mọi người, thì em xin giới thiệu trước, em tên là Thiên. Dạ em 20 tuổi, em qua đây cũng được 2 năm rồi. Em qua 18 tuổi là vừa đủ tuổi cái là dọc qua đây liền.
Thì em đi học đại học rồi em cũng đi làm thêm này kia là Thiên phần chia dạy học sẻ cho cái em quá xong. trình mà Thiên qua Úc, cái cách mà làm visa qua Úc, ba mẹ lo giấy tờ cho em qua đây đúng không? Dạ đúng rồi, thì lúc đầu á là ba mẹ có làm qua một cái công ty kia, mà cái công ty kia làm ăn như thế nào không có giao tiếp rõ ràng á, rồi không có follow up với mình, kiểu không có liên lạc qua lại nhiều á, nên là Không có update. dạ đúng rồi, không có update gì hết trơn á, kiểu họ làm việc không có tâm, không có nghĩ cho mình nên là thôi, từ chối. Cái đó là qua người quen giới thiệu, sau đó là mới qua làm qua một cái bên môi giới khác. Thì em nhớ là làm đâu cũng tốn cỡ 500 triệu hay sao đó, em nhớ không rõ. Tất cả các hồ sơ này nọ là ba mẹ em làm hết, hầu như là em chả biết cái gì, em chỉ biết qua đây thôi. Cái cách mà các bạn để mà làm hồ sơ cho con cái mà đi qua đây học đó nha, cái này là mình sẽ nói lát nữa, mình sẽ nói với bạn mấy bạn khác là đi qua đây để du lịch và đi làm việc thì như thế nào, sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn. Nhưng mà đối với các bạn mà làm hồ sơ cho con đi học đó, thì tốt nhất các bạn nên chọn những cái trường mà nằm trong top đó. Giống như bạn Thiên là học trường Deakin, là trường nằm trong top nên người ta không yêu cầu bạn chứng minh tài chính ha. Còn phụ huynh nào mà cho con học mấy trường mà nhỏ nhỏ là bắt chứng minh tài chính khủng khiếp lắm các bạn. Lúc em Dạ, qua hơi đây phiền đó, nhiều. là em làm bao nhiêu ngành nghề hết Thiên? Nhà hàng, khách sạn hay gì? Em mọi người nghe em tâm kể rồi đó, là em lúc mới qua em cũng vậy, vừa qua cái là lụp chụp Em chạy ra chợ đó, đâu biết đi đâu đâu, chạy ra chợ bay thẳng vô nhà hàng của người ta hỏi chú có nhận người không, con vô làm, con mới qua em thật thà lắm, con mới qua có hôm qua hôm kia vậy. Vô chú có nhận người không, không biết sao người bên đây người ta sợ dục sinh, nhưng mà em cũng may mắn em xin có cái tiệm đó, cái người ta cũng đang thiếu người, cái người ta cho vô luôn, thì mới vô lương khởi điểm là như 12 đồng hay sao, Cũng rồi giỏi anh em rồi đó, làm được hồi xin ta một cho anh hai ba tháng 8 cái cũng cũng lâu, anh cũng cũng cách anh mười mấy năm thì cũng khá được chút chưa. Rồi cái em cũng 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 cắm cụi á, kêu làm gì làm, mặc dù em không giỏi không nhanh bằng người ta, nhưng mà kiểu gì cũng làm, không có ý kiến ý còi á, kêu là làm chùi chùi cái gì cũng chùi á, rồi khiêng cái gì cũng khiêng, rồi thì em cũng lên được 14 15 đồng. Khi nào mà tiệm bán đắt quá trời đắt mà ta xếp hàng từ đầu đường cuối đường á, thì lên cho em đồng là 16 đồng, còn ngày nào ế thì xuống lại còn 13 đồng rưỡi. Thì nó cứ vậy vòng vòng vòng. Thế xong rồi trong cái khoảng thời gian đó là em cũng đi học full time, mà em cũng Khoan khoan, nói cái phân này full bổ time việc cho mấy học bạn với việc biết. làm. Cái việc ở bên Úc này học nó nhẹ hơn bên Việt Nam nha. Nghe Thiên nói full time không phải tưởng tượng nó giống như bên Việt Nam, giống như mình ngày xưa mình học bách khoa đi. Sáng 7 giờ mình đi học tới 11 giờ. Rồi mình đi về nhà 1 giờ mình học cho tới 5 giờ chiều. Đó là gọi là học full time, học 5 6 ngày một tuần. Đó, còn bữa nay Thiên không phải học kiểu đấy đâu. Thiên học chừng 2 3 ngày một tuần à, nên các bạn đừng tưởng tượng nha. Mình học bữa này biết bao nhiêu năm rồi, mình hiểu. Đúng không? Thì lúc đó Thiên học một tuần mấy ngày? 2 năm trước không? Dạ lúc đó em học một tuần 3 ngày, một Ba tuần ngày. 3 ngày mà em được chọn giờ, nói chung là một ngày học em cố gắng em dồn vô như đó em học 4 môn á, full time là học 4 môn, mà em Một. dồn vô lại còn 2 3 ngày à. Ừ. Dồn vô Để là mấy nguyên ngày ngày, kia học em đi hết nguyên chạy. ngày luôn, hoặc Đúng là không? sao 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 đó. Dạ. Mấy ngày Để kia em đi mà chạy để em mấy đi ngày kia tiền, đóng đi đi tiền học. làm đồ này Đúng không? Rồi. nọ. Ok. Thì thì vô mấy cái dịp holiday á thì em được làm thả ga, mà em kiểu tới mùa đào vàng mà, cái Mình em đâu mới bạn. xin đi làm thêm tiệm bánh, Ừ. làm thêm tiệm bon bon tiệm bánh á, trong người quen giới thiệu thôi, rồi em đi xin làm thêm tiệc cưới nữa. Cái tiệc cưới nó rất là hay, có chỗ là nó làm buổi khuya, đêm khuya khoắt á, tại tiệc cưới đám cưới rồi này nọ mà. Thì em đi làm nhà hàng, xong buổi trưa em xin về, em nói em xin về em mệt em xin về, nhưng mà thật ra là xin về bắt xe bus đi lên làm Làm tiệc cưới tới 3 giờ sáng, chỗ Ban Thiên làm tiệc cưới cái chú đó cũng tiệc cũng người quen của mình luôn. Nói chung là cưới. Melbourne này nó cũng nhỏ lắm, nói ra nói lại là toàn người quen của mình hết, mấy người mà làm ăn với nhau á người ta biết nhau hết rồi. Thì nói chung ai ở bên này chắc cái mặt mốc mình chắc ai cũng biết.
Rồi Thiên chia sẻ tiếp, sau cái nghề nhà hàng tiệc cưới rồi em đi làm gì nữa? Lúc em làm ba bốn chớp vậy thì dịch nó ùn tới, rồi em mất hết chớp luôn, mất từ nó rụng rụng, còn cái tiệm bánh là tiệm cuối cùng. Thì may mắn là em trước khi em bị đói á, bị đói do dịch á, thì em đã gom một đống bánh em để trong tủ lạnh này là ăn qua ngày vậy đó, chứ không có xài tiền gì hết trơn, để một đống bánh trong tủ lạnh vậy đó. Tại vì bên đây hay lắm mọi người, tới buổi chiều á là bánh là đổ hết, rất 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 là, nếu mà mình bán không được là bánh đổ hết trơn luôn, chứ không có để lại mà này kia ngày mai ngày mốt thì không có, đổ hết xong mà em mới gom về em để tủ lạnh, rồi em mới mất luôn cái chớp làm bánh luôn do dịch. Thì sau đó là em mới đi mới mới đi kiếm việc, em đi kiếm làm farm đồ này nọ, mà người ta nghe tin rồi du học sinh đồ, người ta sợ, người ta không nhận em, tại vì em không có xe không có cộ gì hết trơn, người ta sợ lắm, người ta không nhận em. Cái rồi có chú của em mới 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 quen một ông kia, thì bạn nhậu hay sao đó em cũng nhớ nữa, bạn nhậu hay sao đó Chú con Thiên của bạn của mới mình giới luôn. thiệu Mình quen ổng hồi nào mình cũng chẳng biết nữa. Rồi Thiên nó nói ông đó là chú của em á. Ủa nó ủa ông này hả? Bạn của anh. rồi mới dắt vô làm cái tiệm cá. Thì vô không biết cái gì hết trơn á, thì mấy chú mới chỉ vô rồi đi đổ rác, rồi chung cái gì cũng làm hết, rồi mới 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 xin mấy chú là dạy nghề cho, rồi thì mới kiếm được là từ 15 đồng làm một năm trời lên 16 đồng, mừng hết lớn luôn, làm xong lên 16 đồng cái thôi xin nghỉ luôn, đi đi tích tiết kiệm đủ rồi, tiết kiệm được một mớ thời gian để mà, tại vì em cũng suy nghĩ về cái chuyện mà đi ra ngoài làm, chứ cứ đều đẻo ở trong những cái shop những cái này kia thì em thấy mình không có đường 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 tiến nó rộng mở lắm, với lại tiền học mỗi năm nó lại tăng nữa, thì khi mà em tính toán đủ thứ đường thì không đủ tiền học nữa, mà xin lên lương thì chủ kỳ kèo, rồi người trong người làm ở trong trong tiệm thì lại đấu đá nhau, nên là em không có xin lương được. Em nói là vậy thôi, làm nguyên năm trời lên 15 lên 16 đồng thôi em xin rút lui, nhường đường lại thì mọi người ở trong tiệm được lên lương đúng không. Lúc mà em làm thì em cũng cặm cụi em giúp đỡ mấy chú nhiều lắm, mặc dù mình không không có giỏi giang gì nhưng mà mình có gì mình làm hết, thì khi mà em nghỉ thì mấy chú vẫn thương vẫn vẫn gọi hỏi thăm được. Rồi sau đó em mới tiết kiệm được đủ một số tiền nhỏ để mà 3 4 tháng em không phải lo về cái chuyện ăn uống đồ này nọ, rồi tiền học đồ này nọ, em tính kiểu gì đó em cũng nhớ nữa. Cái rồi em mới nhắn tin anh Tâm, anh xin là anh Tâm cho em xin cho em theo em phụ anh được gì em phụ, để em thấy anh cũng làm clip đồ, em coi anh lâu lắm rồi. Rồi cái rồi em mới nhắn tin anh, ok quá rồi, phụ này kia, rồi anh dạy nghề cho anh, nói cái suy nghĩ của em bây giờ không có ổn, bây giờ là anh dạy nghề cho mà ra mà đi làm vườn làm này kia, sơn nhà rồi này, sửa nhà rồi này kia. Lúc đầu em nghe mấy cái này ghê gớm quá, tay nghề cao quá, chắc thôi mình không bao giờ làm được. Cái rồi anh Tâm anh dắt đi coi mấy thợ thầy rồi làm, xong rồi em thì cái tính em thích đi phụ người ta đó, cái em mấy chú kia làm gì thì em phụ ở đó, đưa đồ nghề này kia, rồi mấy chú cũng Phá em phụ hay thằng Thiên đầu tiên vô quý. phá dữ lắm các bạn, phá phá dữ phá phá nhiều hơn là phụ. Ngày đầu vô là thấy sơn khoái quá, đổ đổ đống sơn ngay nhà người ta luôn. Rồi sau này em đi phụ được một thời gian rồi á, thì anh Tâm anh dạy cho em đi cách mà đi ra ở riêng để mà khỏi tốn tiền rồi này kia. Bây giờ em đang ở một căn nhà, em có ở chung với một số người bạn, một người hai người ba người Úc hết luôn, hai người da đen với lại một người Úc ở Queensland. Bây giờ thì em cũng không có phải lo về chuyện mà nhà ở, tiền ở với lại tiền ăn nữa, tại vì anh Tâm cũng chỉ mấy cái đó. Rồi em chia sẻ cách mà anh chỉ em cách mà thuê nhà 400 mà em thương lượng xuống còn bao nhiêu em chia sẻ luôn, rồi sau cách để mà chỉ em cách mà cho mấy bạn khác vô thuê lại, rồi xong mà em không tốn tiền thuê mà em còn lời được một khúc nữa, sao kỳ vậy. Anh Tâm chia sẻ mấy cái bậy bạ cho em để em làm sao lúc nào em kiếm nhiều tiền nữa.
anh Tâm được cái chỉ bảy chỉ bạ mà tốt cho đời mấy bạn. Nói chứ Nói đi, nói đi. em rất cảm ơn anh Tâm chỉ, thì em mới có cái foundation, gọi là cái nền móng để mà phát triển thêm. Thì cái nhà lúc đầu là quyết định là đi ra thuê nhà ở riêng để mà không tốn tiền ăn tiệc ở, thì anh Tâm mới kêu lên trên mạng coi, lên trên mạng đi khảo sát giá, khảo sát nhà. Thì em cũng không có xe gì luôn, thì anh Tâm giúp em rất là nhiều, chở em đi coi nhà, coi cửa này kia, với lại một cái vốn kiến thức về bất động sản của anh Tâm. Nói chung là nhà vòng vòng đây thì anh Tâm căn nào cũng biết hết rồi, kiểu khu nào cũng biết hết rồi, nên là nhìn phát là anh Tâm biết rồi. Anh Tâm nói rồi đó, căn đó em vô đi, rồi anh Tâm trả giá. Thì căn đó người ta để là 400, thì anh Tâm nhìn nhìn sơ, nhìn xung quanh cái vùng này vùng kia làm sao, thì mới mới đá phát 300 luôn, khỏi nói nhiều. Thì ngày hôm sau là nhận được tin nhắn là chúc mừng này kia, bên agent đó họ chúc mừng rồi họ nói là ok 300 mà mới dọn vô ở. Thì đó rồi mới cái công việc tiếp theo mới là đi tìm người ở chung. Cái tháng đầu coi như là mình đầu tư cái tiền nhà coi như là mất đi, mà mình phải tập trung chủ yếu vào cái việc mà đi kiếm người, coi như là cái tiền tháng đầu là coi như là mình lỗ, mình mất đi hay gì đó đừng quan tâm nữa, rồi coi như vậy đi. Xong đi kiếm nhà thì cái tiền tiếp theo mà mình phải coi là mình mất luôn á, đó là cái tiền quảng cáo. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là ôi tốn tiền quảng cáo nữa, này kia nó sẽ phí này kia, nhưng mà thật ra thì nếu mà tính ra nhờ cái quảng cáo thì mình sẽ, thay vì mình tốn một tháng để mình kiếm người người ta dọn vào hoặc là 2 3 tuần, thì đây mình mở rộng ra cho cả ngàn cả mấy ngàn người coi, thì nó sẽ nhiều người, người ta sẽ tới hỏi, rồi người ta sẽ, nếu mà người ta không cần thì người ta sẽ chia sẻ cho những người cần. Thì cứ tính ra nếu mà một ngày á coi như là năm 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 60 đồng rồi, mà cái tiền quảng cáo là nó có 30 đồng à, mà trong nguyên tuần, 2 tuần, 1 tuần luôn, thì khi mà người tính ra như vậy thì cái tiền quảng cáo là một cái khoản lời chứ không phải là một cái khoản mà uổng phí hay sao, so với lại cái tư duy mà lúc trước em có. Thì anh Tâm giải thích cho em như vậy, thì em nói ok, em bỏ tiền ra quảng cáo trên những cái phương diện, rồi quảng cáo trên những cái thị trường, cái group, cái câu lạc bộ này kia, nói chung rất là nhiều chỗ. Thì có một bạn da đen, bạn đó ở tuốt ở đâu luôn không biết, tuốt tuốt ở đâu luôn, bạn nó đi làm rất là xa, đi làm 1 tiếng đồng hồ, mà tự nhiên cái nhắn tin hỏi là ngày mai dọn vô, rồi bắt đầu dọn vô luôn, rồi đưa tiền rồi vô ở tới giờ. Nói chung là bạn nó rất là sạch sẽ, rất là yên ắng, mà sáng đi làm chiều về. Tại khi mà em nói em cho người 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 nước ngoài vô thuê, đặc biệt là người da đen, thì đa số mà mọi người, những người mà biết em cho thuê nhà thì mọi người, ôi mày đừng cho da đen thuê, mày đừng này kia, tụi nó ghê lắm, tụi nó này kia, đừng cho mấy đứa vậy vậy, kiểu có định kiến á. Thì em cứ cho vào thôi, thì nếu mà không hợp lý hợp thì mình tìm cách mời họ ra. Nói chung là cũng cũng mạo hiểm. Nhưng mà họ rất là tốt với em. Nhà nhà em là có 2 người da đen, nhưng mà họ rất là đàng hoàng, rất là tốt, rất là vui vẻ. Rồi sau đó là có một cặp couple. Thì thường mọi người nghĩ là ôi couple lằng nhằng đồ này kia, ồn ào này kia, nhưng mà thật ra 2 người này có họ rất những là lịch có những sự. tiếng động lạ, có những tiếng động lạ. Các Là bạn sự ngày, ngày xưa là mình rất là thương các bạn du học sinh giống như Thiên à, cái mình cho mấy bạn du học sinh ở nhà mình, ở nhà mình cho vô ở, mình thương lắm nên mình không có lấy tiền nhiều đâu. Ví dụ như mình cho thuê tay tay thì có tay trắng, tay đen, tay nâu gì mình cũng cho thuê láng hết đó. Tay ba lô cũng cho thuê luôn. Ở Úc cũng có tay ba lô nha, tay ba lô đến từ Canada, đến từ châu Âu á, đến từ Mỹ cũng có. Thì ví dụ như mình cho tay thuê á, là 150 một tuần tiền nhà thôi nha, chứ không có tính tiền điện nước internet rồi gas rồi nó. Còn Việt Nam mình chỉ cho khoảng 100 thôi. Mấy bạn thứ nhất là ở không có tiết kiệm nè, ở là đèn mở luôn, đi làm mở đèn luôn,
có khi đi làm mở xử luôn đó, chơi vậy á, rồi xong riết rồi mình chán rồi mình không cho ở nữa. Thì tất nhiên là mình cũng có người này người kia, mình kể một vài trường hợp mà mình nhớ nhất thôi. Có những người ở cũng rất tốt, nhưng mà em rất tốt nhưng anh rất tiếc anh đã không không thích rồi là thôi à. Là sau đó là một thời gian là mình nói ủa sao lòng tốt của mình đặt mà nó cũng không đúng chỗ, thì thôi thì mình cho tay em nở thôi, đâu có sao đâu, mình chỉ có quảng cáo trên bằng tiếng Anh, mình nói chuyện bằng tiếng Anh luôn, khách tới nhà mình nói chuyện tiếng Anh luôn. Mấy bạn Việt Nam mà nhắn tin hỏi mình thì mình nói phòng ấy rồi, phòng đã đầy rồi, để thôi mình từ chối khéo thôi đó các bạn. Là cái phân khúc khách hàng của mình không còn là người Việt nữa rồi, phân khúc khách hàng của mình là bây giờ chỉ toàn Tây thôi đó. Bạn thử nghĩ cái nhà mình có những cái nhà mình thuê có 1.000 hoặc 1.500 à, mình cho thuê lại tới 2.000 mấy 3.000, mình lời gấp đôi luôn, có khi là hơn gấp đôi luôn đó các bạn. Đó, bạn Thiên đi với mình mấy căn rồi nè, mình dẫn đi coi mấy căn nhà cũ của mình làm. Do các bạn không biết thôi, cái gì không biết thì nhớ là phải học, chứ đừng có nói cái gì không biết rồi thì bỏ qua, cái gì không biết rồi nói là thôi khó quá rồi. Giống như cái khó mà nó bó cái khôn á, nó phải ló cái khôn ra, các bạn cố gắng các bạn làm, chứ không phải nó khó bạn bỏ qua. Đừng bỏ qua, người ta làm được có nghĩa là mình thiếu cái gì đó rồi, mà mình không có thì mình phải lo đi học người ta thôi, là tự nhiên nó được thôi đó. Ngay cả tiền tiền lương của các bạn là không được 80.000 hay 100.000, do là bạn thiếu cái gì đó rồi thì phải đi học cho đủ cái đó. Giống như bạn ở mà bạn còn tốn tiền thuê nhà, bạn bạn thiếu cái gì đó rồi, bạn không có khả năng quản lý. Giống như Thiên bây giờ quản lý được cái căn nhà đó rồi, mà trong khi những cái người anh người chị của Thiên đã có quốc tịch Úc rồi, ở đây bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ra ngoài để mà thuê được một cái căn để mà tự quản lý thôi. Không, cứ suy nghĩ ngược lại đi, các bạn có thấy do là các bạn có quen với người nào người ta biết để người ta chỉ các bạn hay không thôi. Bạn ở trong cái mối quan hệ của các bạn, cái vòng tròn của các bạn, mà cuối cùng bạn không học được cái gì đó, thì nên thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Ok, rồi Thiên chia sẻ tiếp đi. Thì anh Tâm nói cái câu rất là hay, có nghĩa là tại vì nhiều người em chia sẻ thì em có một cái kinh nghiệm hay mà có thể có lợi cho người ta thì em cũng chia sẻ, thì người ta thường người ta rất là đóng cái đầu lại á, tại Nó không muốn người học, dạ em người người chỉ ta cũng rất là kỳ. không, Kiểu như em là phải người ta chỉ nghĩ cái người mà người ta muốn học em. Người ta đã nói não ta đóng rồi, đừng có móc ra nữa. Giống như cái giống như cái ly mà nó đầy nước rồi, em cái chế gì vô nó cũng tràn hết á, không có vô được. Người ta cứ nói là thôi nhức đầu lắm, làm thuê cho thuê nhức đầu lắm, làm Airbnb nhức đầu lắm. Nhưng mà em á, là em có những cái mà anh thấy là có tiềm năng thì anh mới dạy, còn mấy bạn mà nghĩ là không có thì anh chỉ nói một lời thôi và anh sẽ walk away. Giống như kiểu vô trong một cái bàn mà ngồi anh em nói chuyện đi ăn với nhau á, mà gặp một người nói ôi đầu tư cái đó hả, mạo hiểm lắm, đầu tư cái đó là, hoặc là đó thứ nhất là kêu mạo hiểm nha, thì đầu tư là phải mạo hiểm rồi nói chuyện rồi không, hoặc là ôi làm kinh doanh thuê cho thuê à. Ồ, nhiều người người ta tiêu cực lắm. Nhiều người người ta phá nhà rồi nữa. Đúng rồi nói chuyện gì cũng đúng á, nhưng mà hỏi anh đã làm chưa, nói chưa làm sao biết, tôi làm mười mấy căn nè, ở Việt Nam cũng có làm, ở Việt Nam bây giờ quản lý tới mấy trăm căn rồi, bên Úc này cũng có mấy chục căn cái người làm đi người ta còn chưa nói thì các bạn nghĩ sao mà cái người mà chưa làm người ta chém gió, các bạn nghe đó, mình làm được, không phải mà mình làm được không, mà những bạn học viên của mình cũng làm được. Bạn Thiên là những cái người mới nhất, trước bạn Thiên có rất là nhiều bạn khác đã làm rồi thành công. Có những bạn là thu nhập một tháng, mình nói các bạn nghe, các bạn có vẻ như chém gió, một tháng các bạn nó làm ra 80.000 đó, chứ đừng có nói là một năm. Mình đã dẫn bạn Thiên đi gặp mấy bạn đó rồi đó, các bạn đừng có nghĩ là. Rồi có những cái người em mà bây giờ đã xây những cái căn nhà 8 8 căn nhà, 10 căn nhà rồi, mà mấy bạn đó mới có 24 tuổi à, hơn Thiên có mấy tuổi à đó. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy gặp những cái triệu phú trẻ à, người ta rất là giỏi, mình không giỏi bằng người ta thì mình chỉ có việc là à ok mình tới mình làm bạn với người ta để mình ấy thôi, đừng có đóng cái đầu mình lại đó. Giống như bây giờ thì có hướng dẫn một cái người người ta không muốn học không thể nào vô được, tại vì người ta không muốn học. Thì em cũng biết nó mạo hiểm đồ này nọ, nhưng mà em cháu bây giờ em nói nó là em nói bằng lui á, cứ 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 em cứ xin anh Tâm là anh Tâm cứ chỉ em, và em anh Tâm chỉ gì em làm đó. Thì bây giờ thì em đã không phải lo tiền nhà, em không phải lo tiền ăn uống,
mà tiền nhà có thì đang lời rồi. muốn đối với một du học sinh là một cái gánh nặng cực kỳ lớn. Đúng không? ngày ngày xưa ngày xưa khi mà em làm tiệm cá rồi em đi làm vậy là một tháng em kiếm được mấy ngàn, ba ngàn không? Một tháng em kiếm được cỡ 3.000. Em thấy cái đổi môi trường nó thay đổi em không? Ở Việt Nam chắc em kiếm được 3 triệu hả? Qua đây em kiếm được 3 Dạ ngàn. đúng rồi. Nghe có vẻ hợp Dạ lý đúng quá rồi. ha. Thì tuổi tuổi em thì bạn bè chủ yếu làm bảo vệ, làm pha chế, rồi làm cao thì đi làm, tụi nó giỏi tụi nó đi làm freelance hoặc là làm công ty gì đó, nhà ba mẹ nó thì kiếm được 7 triệu là cao. Còn không thì làm bảo vệ pha chế thì 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu đổ lại làm nhà xưởng đồ. Qua đây thì em làm cá được 3.000 một 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 tháng. Bây giờ cái mà em đang làm á, tiếp theo đó là em đi làm tư, có nghĩa là em đi nhận những công việc chứ không em không có đi làm thuê nữa, mà em đi nhận công việc để mà em làm. Thì cái công việc em nhận em làm có nghĩa là em đang đi làm clean nhà, em đi thật ra là em đi phụ thôi, em đi phụ thôi, còn đi làm thì vừa phụ vừa làm luôn. Đi phụ clean nhà thì cái đó có nghĩa là cái nhà mới họ xây lên xong là em là cái thằng có trong cái nhà đó để clean sạch sẽ để cho người ta dọn cho người ta ở luôn, nó phải là clean tào lơ tào lao rồi đó. Rồi Cái cái thứ nghiệp hai đó. là người ta vừa thuê xong căn nhà, giống như em đang thuê căn nhà này, thì khi mà em dọn ra rồi á thì em phải đảm bảo là căn nhà nó sạch như là cái lúc mà em mới dọn vô. Cái dịch vụ mà em làm đó là có nghĩa là em clean cái nhà mà người ta vừa mới thuê xong để cho người khác dọn vô ở luôn. Mặc dù em không có nghề, không có gì hết, nhưng mà em thấy là rất là nhiều người cần việc, cần nhân Cần công người phụ. và cần người phụ này kia, và họ Mà sẵn em có sàng thấy trả là trả trả rất là hậu hĩnh luôn á. em có thấy là khi em có mối quan hệ với anh rồi xong mình giới Anh thiệu nói người sao? này giới thiệu người kia rồi bây giờ bắt đầu là em không bao giờ bất chốt đâu, em không bao giờ mà sợ không 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 có việc hết đâu. Dạ đúng rồi. Thì em may mắn em mới gặp được anh Tâm, và em may mắn thì em may mắn em mới 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 chủ động em xin theo anh Tâm, thì em mới có tiếp cận được tới những cái mối quan hệ khác, và những cái mối quan hệ khác đó em tiếp cận được những cái mối quan hệ khác nữa, thì em mới nhận ra là người có rất là nhiều công việc cần phải làm mà không cần em phải biết nghề, không cần em phải biết cái gì luôn á, chỉ Chỉ cần theo phụ cần thôi. phụ thôi. Nhiều bạn cứ nghĩ là phải có certificate, phải có bằng cấp, rồi phải đi học chuyên nghiệp. Mà mình nói với các bạn có những cái nghề ở bên Úc mà thấy các bạn thấy nó giống như các bạn nó nghe nó không có cao sang đâu. Giống như nghề đi cleaning. Có những ngày mấy bạn đi cleaning kiếm 1.000 đồng một ngày á. Các bạn tin không? Hỏi Thiên thử đi. Nói trả lời nè. Cái người mà Thiên đi phụ nè. Kiếm 1.000 đồng một ngày rất là nhẹ nhàng. Nó đâu có khó đâu. Rồi cái nghề mà đi giống như Thiên đang đi phụ anh mà đi đổ xi măng nữa đó thì cũng kiếm được nhiều tiền, rồi phụ những cái chú handyman cũng kiếm được nhiều tiền. Có những ngày Thiên được được trả tiền tới 200 mấy, có những ngày trả 200, có những ngày trả 150, nó tùy. Rồi còn đi làm thêm overtime nữa thì được trả thêm tiền nữa. Rồi sau đó mình cũng khuyến khích bạn Thiên là mua xe, rồi sau đây ra ngoài tìm khách hàng, rồi tự làm 1 2 ngày gì đó, rồi bắt đầu đi phụ người này phụ người kia. Rồi trong những cái mối quan hệ của mình có rất nhiều bạn học viên khác, bạn học viên trước Thiên cũng đã đi làm rồi, người ta chia sẻ chốt qua chốt lại, người ta bận quá người ta gọi nói. Em cứ thử nghĩ đi, một người mà người ta làm một người rồi xong người ta làm hoài làm 1 tuần 40 tiếng 50 tiếng 6 tiếng người ta cũng mệt rồi chứ, người ta làm không nổi người ta cũng quăng hết cho em mà. Bạn nào mới vô là bạn đã hưởng hết Nhiều rồi lắm. à. Làm chết bỏ luôn á, mà nói phải dùng từ chết bỏ làm không kịp đâu các bạn. Em muốn chia sẻ một số cái điều đó là về tiền bạc nè, thời gian ăn uống và số lượng công việc nó khác nhau như thế nào so với trong quá khứ của em. Thì về tiền bạc á, bây giờ em làm một ngày em làm trung bình được cỡ cỡ 200 đô, và cái thời gian làm á em làm khoảng 8 tiếng là rất là nhiều rồi đó, 8 tiếng là rất là nhiều. Mà trong khi đó hồi trước em làm cá là 10 tiếng đồng hồ kiếm được 160. Đó, thì với những cái công việc như là cleaning thì em làm 8 tiếng, cắt cỏ. Rồi nếu mà overtime nữa thì em đi
đi cắt cỏ nữa. Thì em được nhiều hơn là cỡ nhiều hơn là vòng vòng 200 đồng. Thì nếu mà làm cái việc mà đổ xi măng á, mà em chỉ theo phụ thôi, mà mọi người thường ở Việt Nam á, thì mọi người hay nghĩ là cái việc mà đẩy xe rùa á, mọi người phụ hồ á, là cái việc mà nó thấp hay là sao đó em không biết, nhưng mà bên đây họ rất là cần và họ sẵn sàng trả rất là cao so với cái việc mà là em làm trong quá khứ. Có nghĩa là họ trả em trong vòng 4 tới 5 tiếng, họ trả em 200 đồng đẩy xe rồ thôi, mà làm cái phụ đẩy phụ làm xi măng nền nền bê tông đó. Làm 4 tiếng mà tới ngồi chơi, ngồi đợi xe xi măng tới hết 2 tiếng rồi. Nghĩa là cái tổng cộng cái thời gian làm là 2 tiếng. Dòng dòng nó 2 tiếng 3 tiếng gì đó. Thì đó là cái thời gian làm nó ít hơn rất là nhiều so với hồi trước em đi làm công. Hồi trước em đi làm công là nếu mà làm cá đúng không, mà chưa hết 10 giờ mà đã hết khách rồi á, thì em phải đi làm những cái gì, em phải đi chùi toilet, em phải đi chùi sàn, mặc dù sàn không có gì dơ, kiến không có gì dơ, cũng phải xách chai đồ xịt chùi chùi tùm lum tùm la. Nói chung là kiếm cái việc gì đó để mà làm, không thôi là người trong tiệm sẽ này kia và ông chủ sẽ này kia. Trong vòng 10 tiếng đó là bắt buộc em phải làm liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục, không có nghỉ ngơi gì hết trơn. Cái đó là em chịu trách nhiệm về công việc của em làm. Dạ đúng rồi. Một khi mà em vào công ty em làm, hay là em là lúc đó em gọi là em có người đó, người ta ở đó người ta coi em, đúng không? Còn ở đây là người ta giao cho em, có thể người ta đi chỗ khác hoặc là em tự đó em làm. Đó là em chịu trách nhiệm công việc của em làm. Giống như ngày xưa lúc mà 2-3 tháng trước, em nhớ lúc mà mình làm một cái nhà không, anh giao lại cho em cái nhà đó, em muốn ở lại em ngủ rồi, tới tối luôn, rồi sáng em dậy sớm em làm cũng đâu có sao đâu, mình thấy không, Dạ do có đúng rồi. đủ sức khỏe để mà làm hay không thôi. Có những cái căn nhà mình nhận mấy căn nhà đó, mình nhận luôn chìa khóa mà mình sửa mấy căn nhà đó lại cho chủ nhà, người ta bán thì các bạn muốn ở bạn ở bạn cũng làm sao, làm miễn sao trong vòng 2-3 ngày còn làm xong thôi Thì cái đấy. gương sáng nhất thì cái anh làm chung với em và cái anh mà đang thuê em, cái anh mà sẵn sàng hướng dẫn em mà em không biết cái gì hết trơn, sẵn sàng hướng dẫn mà trả 200 đồng á, cái thì cái cái người đó mấy quan ảnh trọng đó các bạn. là Bạn phải tìm đúng cái người mà người ta không có giấu, và người ta tìm đúng cái người để người ta gọi là người ta sẵn sàng mở lòng, người ta chỉ cho các bạn, chứ không phải người mà người ta giấu. Mà đây nè, cho các bạn coi luôn nè, các bạn coi cái này các bạn hết hồn liền đấy, đúng không? Đó, thấy không? Đó, tiền vô đó, tiền vô sao chuẩn bị tỷ chuyển cho Thiên nè, đó tiền vô đó, đó. Đó, mình công việc của mình rất là đơn giản, mình đi lấy job, đem job về cho mấy anh em làm, rồi sau đó mình lấy tiền cái mình chuyển cho mấy bạn, rồi đó việc của mình nhẹ chủ nhàng cái chủ chủ tịch mấy ngàn đô chuyển cho tài khoản mà điện ta. thoại bị bể kỳ quá chủ tịch. Điện thoại con mình nó cứ đọc miết rồi. Mỗi ngày mình cứ ngồi đó mình coi tiền vô bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu. Chỉ tiền cho nhân viên rồi, những tiền cho mấy bạn thầu phụ được. Thì cái anh Tâm nói lúc nào cũng nói mà nói nhẵn luôn á, nói nhẵn cái microphone luôn á, đó là sức khỏe, tiếng Anh với lại xe. Thì nếu thì em cái Rồi bây em giờ có đó, Thiên Thiên nói cái vụ xe đi, Thiên không nghe anh cái vụ xe nè. Rồi bây giờ nó cũng bị trục trặc cái vụ xe, khi mà nó không bị trục trặc nữa là cuộc đời em nó khác liền. Em mà có chiếc xe rồi, cuộc đời của em thích đi bay đâu rồi, bổng. đi ra biển gì chơi, đi thăm người này đi thăm người kia, có người yêu, chở người yêu đi chơi rồi, chở ba mẹ đi chơi rồi, chở má đi bơi rồi, đủ đó. Lúc đầu Thiên vô rồi anh Tâm hay hay nói thằng Thiên lôi nó đi nó phá không. Ngày đầu vô phá lắm, trời nó phá, trời ơi, nó phá khủng khiếp Ra tao chỉ được Thiên lôi luôn mới được phá quá. rồi. Bây giờ nó khôn ra rồi. Đó các bạn thấy nãy giờ giống như bạn du học sinh ha, Thiên này du học sinh nè, năm sau Thiên học xong rồi cũng có con đường. Thiên Thiên thấy vừa rồi có tư vấn cho Thiên về con đường định cư, Thiên thấy thằng ổn không? Thiên có thể so Em sánh giùm thấy rất anh là cái công ty của anh tư vấn cho Thiên, rồi luật sư bên anh tư vấn cho Thiên, Thiên đi ok. tới mấy công ty khác á, Thiên so sánh, mình không có nói tên mấy công ty khác mà cho Thiên Thiên nó đi để cho biết
đối với các bạn, mình nói các bạn hãy đi tìm hiểu thử ba công ty đi, các bạn có thấy cái người nào làm việc có tâm là bạn biết liền không? Nhiều bạn nói ôi ông này triệu phú rồi, ông đi làm mấy chuyện nhảm nhí, ông lấy tiền 100 đồng cũng lấy. Không phải đâu các bạn, mình đang suy nghĩ tới cái chuyện 10 năm á. Bạn thử nghĩ 10 năm nữa nhiều bạn qua đây rồi làm gì tiếp, định cư lại rồi làm gì tiếp, đầu tư kinh doanh rồi làm gì tiếp, mua bất động sản đúng không? Mình bắt đầu xây dựng cái gốc mấy nay 3-4 năm nay rồi, cứ xây dựng hết tới cái thế hệ đó qua đây rồi mấy bạn đó mà có kiến thức đầu tư kinh doanh, bạn thử nghĩ đi. Thiên là từ 30 ngàn lên 40 ngàn, 50 ngàn, rồi có thể là lên năm nay có thể là 80 ngàn nếu mà cố gắng làm. Đó. Có công việc riêng của mình, rồi xong mình đi phụ mấy anh, đó, rồi học thêm nhiều nghề. Bạn thử nghĩ coi. Khi mà nó vừa có thường trú một cái là mua nhà ngay lập tức. Tiền có dư rồi. Tại vì tự để dành tiền để mà đóng tiền học được thì cái gì mà không làm được. Đâu có phải lo, giống như người Úc đi. Người ta còn mượn tiền chính phủ người ta học. Rồi người ta đi ra làm người ta trả tiền lại chính phủ. Còn Việt Nam có nhiều bạn gia đình giàu có quá, sướng quá thì ba mẹ lo cho tiền, thì nó đâu biết cách để dành đâu. Làm bao nhiêu cũng đớp hết bao nhiêu rồi. Còn thêm ví dụ như năm sau là học xong rồi bắt đầu xin 2 năm tạm trú. 2 năm tạm trú đó làm gì? Để cứ đi làm đâu có phải đóng tiền học đâu. Mỗi năm để dành được 5-60 ngàn, xong cái là cũng mua nhà thôi. Đâu thấy khó khăn gì đâu trời. Mình thấy rất là đơn giản. Nhiều bạn nghĩ chuyện khó khăn, mỗi bạn nghĩ 80 ngàn mà các bạn nghĩ là lớn. Các bạn chưa bao giờ đụng tới cái số tiền 1 triệu nên các bạn thấy cái số tiền đó nó lớn đúng không? Rồi thôi mình kết thúc ở đây ha. Thông chào mọi người hôm nay, buổi sau thì sẽ buổi nào Thông rảnh á, ngày nào nó cũng cày mười mấy tiếng lên. Sức đâu nữa, sức người chứ đâu phải sức trâu. nói đùa nhưng mà thật các bạn. Từ Việt Nam là 12 con giáp đúng không? Ý sửu dần mèo thình tiện và mùi thân nhậu tức hợi. Của Úc có 2 con à. Đố bạn con gì? Con người với con trâu anh. Trâu với con ngựa. Trâu với con ngựa. Tí, sủ, con sủ. Và ngọ. Đó các bạn nhớ. Các bạn, những cái mình nói ra sẽ sốc các bạn. Các bạn sẽ bị gọi là sốc đó. Nhưng mà nói vậy, nói có sự thật nó mất lòng. Thuốc đắng nó giả tật thôi các bạn. Rồi thôi, kết thúc ha. Rồi em đi ngủ. Yeah. Rồi thôi mọi người ngủ ngon nha. Rồi, cảm ơn rồi. Cảm ơn Tâm. Cảm ơn Thông. Chào anh Thông. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người.